Các bạn, đây là dòng bánh thương phẩm của sản xuất Phạm Tuyên. Đấy, bánh của chúng tôi đây là bánh lạc vừng. Đấy, còn đây là bánh vừng không. Đây, bánh vừng không đây. Đấy, đây xưởng sản xuất của chúng tôi rất là lớn luôn. Các bạn có nhu cầu về các cái dòng bánh thương phẩm cũng như là các cái dòng bánh đa lạc vừng. Đấy, lắp đặt máy móc thì có thể liên hệ với xưởng sản xuất của chúng tôi. Đấy, xưởng sản xuất của chúng tôi thì sản xuất các cái dòng bánh thương phẩm. Đây, bánh đa lạc vừng này. Đấy, bánh lạc vừng, bánh vừng đỏ, bánh vừng đen. Chuyên về các dòng bánh đa rất là nhiều luôn để các bạn có thể tham khảo đây. Đấy. Mọi nhu cầu về các dòng bánh này, các bạn có thể liên hệ. Đấy, xưởng sản xuất Phạm Tiên, địa chỉ là Tiêu Thượng Tiêu Động, Bình Lục, Hà Nam, số điện thoại 0979 770 165. Mời các bạn. Có thể liên hệ.